Kính chào, đang ngộ cùng quý vị đến với chương trình Y học cổ truyền về Đông Nguyên Sĩ Cảnh Thiền. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi lại trở lại với làn sóng với một cái chủ đề mà nhiều quý vị có lẽ là cũng thấy quen thuộc, và rất là nhiều quý vị Việt Nam của chúng ta đó đều có cái loại cây này ở sau nhà. Nhưng mà trước khi vào chương trình thì chúng tôi mời Đông Nguyên Sĩ Cảnh Thiền gửi lời chào cùng quý vị khán giả. Chào thầy. Dạ vâng, tôi Đông Nguyên Sĩ Cảnh Thiền kính chào tất cả quý khán thính giả có đài TV 57.3 BWN. Chào Quốc Bình. Vâng, thưa chú, hồi lúc mà vừa rồi đây của mình đi chợ đây thì thấy không biết mùa này là cái mùa gì, nhưng mà ở ngoài chợ bán rất nhiều cái cây aloe vera và thấy nhiều quý bác mua về lắm, thì không biết là cái cây này nó sẽ có cái tính dụng gì, cho nên là cũng một cái thú vị nữa. Chúng tôi mời Đông Nguyên Sĩ đem cái chủ đề này với cây nha đam lên làn sóng. Thì thưa chú, thì cái cây nha đam là cái cây xuất xứ nó ở đâu vậy ạ? Dạ vâng. Trước hết là cái cây nha đam còn có tên là cây lô hội, cây lông tu, tượng đảm, du thông, mà tiếng Anh hay gọi là aloe vera. Người Việt Nam chúng ta thường hay dùng cây nha đam để nấu chè ăn cho nó mát. Thật ra nói về nguồn gốc thì aloe vera hay là cây nha đam nó có nguồn gốc ở châu Phi, có thể được coi là xuất hiện trên trái đất cách đây khoảng hơn 3.000 năm. Thật ra không rõ qua các con đường nào mà aloe vera, tức là cây nha đam, đã du nhập vào các nước châu Âu, châu Á, đặc biệt thấy ghi vào sách y học cổ truyền Ai Cập dùng để trị bệnh ngoài da năm 500 trước công nguyên. Tính ra cách đây khoảng 2.550 năm. Nói về cây nha đam, tức là aloe vera, nó có hơn 360 loài khác nhau. Nhưng mà trong phạm vi của chương trình ngày hôm nay, như cái câu hỏi của Quốc Bình, thì chúng tôi chỉ đề cập đến cây aloe vera thân mảnh và mềm được trồng nhiều nhất ở Việt Nam và hiện nay được trồng ở đằng sau vườn của các quý vị đồng hương của người Việt Nam đang chúng ta đang sống ở Hoa Kỳ, ở Úc Châu và Canada. Vâng, cảm ơn thầy. Nhưng mà hóa ra là mình có đến 360+ loại cây aloe vera lận. Dạ vâng, như Quốc Bình cũng như quý khán giả đã từng thấy đó, ở Arizona, tiểu bang có rất là nhiều cây aloe vera nhưng mà mọc ngoài đồng. Chúng ta thấy nó cao vượt lên gai gốc rất là nhiều, ở trên có một cái cây giống như cây phướng vậy, nó nở hoa trên đó và cây đó không ăn được, chỉ có thể thu hoạch bằng cách là cắt nó ra rồi ta đem về để chiết xuất ra cái nhựa của nó. Nó cái nhựa của nó gọi là lô hội. Đây là một cái nguyên liệu làm rất là nhiều việc có lợi cho vấn đề công nghiệp cũng như là sức khỏe của chúng ta. Nhưng mà nó còn có nhiều cái cây lô hội khác ở cái dạng khác nhau, như là cây cảnh mà chúng ta đang nhìn thấy ở cấp cái vườn cây của người Mỹ đó. Họ giống cây lô hội, hai bên thì cái viền nó màu vàng nhạt, ở giữa màu xanh, và khi nó lớn lên rồi đó, chúng ta thấy là nó uốn cong như là hoa sen vậy đó, thì nó cũng là cây lô hội mà ra. Thành ra dưới rất là nhiều, chúng ta nghĩ rằng cây đó là không phải cây lô hội, nhưng mà cái thiệt nó là giống lô hội. Nhưng mà cây đó thì không ăn được hả? Không ăn được, ăn vô nó tiêu chảy chết luôn. Thành ra chúng ta không thể dùng cái đó được. Cho nên ở đây chúng ta chỉ nói là cây lô hội, tức là cây nha đam ở cái dạng thân mảnh, mềm, thì cái đó mới có thể dùng được thôi. Có nghĩa là nhiều loại, nhưng mà đa số mà cái loại mà mình chắc như ra chợ Hồng Kông mua ở nhà, nó cứ như là cái từ cái bẹ một như thế này đó, là nó tất cả cái đó là một loại thôi phải không ạ? Cái đó rất là nhiều loại, như chúng ta thấy ở chợ Vesta của người Mỹ đó, họ bán cây lo hội rất là bẹ cứng như là cái bẹ cây chuối vậy đó, thì cái đó là họ đem về họ chỉ nấu lên để mà lấy nước uống theo cái dạng để trị táo bón thôi. Còn ngoài ra nữa là họ không có bán cái loại nhỏ hơn, nếu có bán thì theo cái phong cách người Việt Nam thôi. Chúng ta thấy ở chợ Việt Nam có bán cái loại cây lô hội nhỏ, mềm, thân mảnh, cái đó mới là dùng nhiều việc, hữu ích cho người Việt Nam của chúng ta cũng như là người ngoại quốc muốn xài tới. Vâng, thì cũng tôi cũng hơi tò mò bởi vì là thấy nó hình hài thì nó giống nhau thôi thầy. Cái
nó chỉ có cái bên kia nó cứng hơn nhiều và có gai cũng nhiều, bên này nó mềm hơn nhưng mà hình hài thì giống nhau và cái khổ nó nhỏ hơn. Mình nghĩ là có lẽ vì đất mình trồng rồi hoặc là phân mình bón nó ra cái loại mà nó cứng hoặc mềm hoặc là như lá cây ấy. Nhưng mà phân biệt cái gai cũng biết là nếu cái gai cứng thì thân cứng, còn gai mềm thân mềm. Như vậy thì trong cái yếu tố về sức khỏe cũng như y học thì thưa thầy, trong cái cây này nó có những cái chất gì mà nó hữu ích cho chúng ta? Dạ vâng, theo cái bản phân chất của Bách Khoa và Dược Thảo của Hoa Kỳ cho biết thì trong cây nha đam, tức là lô hội đó, nó có chứa một thành phần như là polysaccharide và một số cái thành phần hóa học khác, như là chúng ta để ý là có fatty acid, tức là chất béo trong đó, rồi prostaglandin, nó liên quan tới sự kích thích trong về tim mạch, rồi saponin, tức là chống nắng, rồi sterol, vitamin, mineral, amino acid và lectin. Đây là những thành phần hữu ích trong cơ thể của chúng ta, cho nên nói chung là cái cây nha đam, tức là lô hội, có nhiều thành phần có lợi cho sức khỏe của con người. Vâng, không biết là những cái chất này thì nó chúng tôi sẽ hỏi đông bác sĩ thêm, nhưng mà theo chúng tôi vừa mới thấy được thì có mua một cái chai lotion đó thưa thầy. Thì có cái nó trong cái đằng sau của nó có viết á là nó có một cái chất rất quan trọng, đó là cái salicylic acid này. Thì chắc là nó tốt cho da, tại vì trong cái lotion mình thấy cũng có cái chất này, còn những cái chất kia thì chúng tôi cũng không rành lắm, nhưng mà tác dụng dược lý thưa thầy thì những cái chất này nó làm gì ạ? Nói về tác dụng dược lý của cây lô hội, hay nói chung nó là cây nhựa của cây lô hội đó, thì nó giúp sửa chữa và phục hồi cái mô da bị tổn thương, cụ thể là trị bỏng da do tác động bởi ánh nắng mặt trời. Khi chúng ta ra mặt trời mà nó nắng gắt quá đó thì da mình bị phồng lên, lấy cái nhựa cây nha đam bôi lên thì nó sẽ không có bị phồng nữa mà không để lại dấu vết. Nó bị phỏng nước sôi, bỏng xăng dầu, bỏng lửa hoặc là bỏng da do lạnh. Từ xưa là chúng ta nghe nói là bỏng thì có vẻ là chúng ta bị phỏng đó, chúng ta nghĩ đến phỏng lửa, phỏng nước sôi, phỏng xăng dầu vân, nhưng mà chưa bao giờ chúng ta nghe phỏng lạnh phải không ạ? Có, phỏng lạnh cũng nguy hiểm lắm, tức là thọc tay vô nước đá lạnh hoặc giả là một cái dụng cụ nào đó mà cái độ lạnh nó dưới 0 độ, một thời gian sau da chúng ta bị phỏng ra và nó dọp ra từng miếng một, có thể là bị rớt ra ngoài luôn. Điều đó cho thấy là lạnh làm bỏng da chúng ta rất là dễ dàng. Ngoài ra nữa là cây nha đam cũng chữa lành vết thương do viêm da, nó còn giúp giảm đường huyết ở trong bệnh tiểu đường, rồi giúp giảm đau và chữa lành bệnh viêm lết dạ dày. Nó có thể chữa nhiễm trùng do nhiễm vi khuẩn HIV trong bệnh SIDA. Và một số thông tin mới nhất gần đây chúng tôi ghi nhận được là cây lô hội có khả năng kháng tế bào ung thư. Đó là một số cái ứng dụng về lâm sàng, tức là trị liệu liên quan đến cái cây lô hội, tức là cây aloe vera hay là còn gọi là cây nha đam. Vâng, quả thật là một cái cây rất tầm thường, thế mình nó có nhiều chức năng hơn thưa thầy. Nhưng mà không biết là mình ứng dụng trong thực tế thì mình sẽ xài làm sao? Ví dụ như mình phỏng hoặc là mình muốn chỉ đẹp da thưa thầy thì mình cứ vắt nó ra mình bôi lên da thôi được không, hay là mình xài như thế nào? Dạ, cũng đơn giản thôi. Khi mà ứng dụng trên lâm sàng có nghĩa là điều trị một cách đơn giản thì thí dụ mình nói bị chữa bỏng da đi. Thì theo phương pháp cổ truyền thì chúng ta cứ cắt lấy một bẹ aloe vera hay là nha đam tươi đó, dùng dao cắt ra làm nhiều khúc ngắn rồi gọt bỏ lớp vỏ xanh bên ngoài, bởi vì nơi đó chứa chất lô hội không thích hợp cho bỏng da, và những cái lớp sáp màu vàng nó bọc ở bên ngoài của cái lớp da đó, thì chẻ theo cái chiều dọc thành từng miếng mỏng rồi đắp kín lên vết thương sau khi đã được lau rửa sạch sẽ và khử trùng, rồi sau đó dùng miếng vải thưa đặt lên cái miếng aloe vera đó băng dính lại, mỗi ngày thoa bóng lần cho đến khi khỏi bệnh. Cái điều này nè, nó rất là hay, nó vừa mát, nó không có bỏng rồi mà khi lành vết thương nó không để lại sẹo nữa. Cho nên cái cây lô hội hay là cây aloe vera nha đam nó thật dụng trong vấn đề trị bỏng, mà cả bên Tây y cũng dùng. Tây y dùng như thế nào? Quý vị nên biết là từ năm 1935 thì giới nghiên cứu y học đã dùng cái chất nhựa cây nha đam nó đắp lên da để chữa da bị bỏng hoặc là bị thương. Qua các cuộc khảo sát ở ban đầu cho thấy là cây nha đam có tác dụng làm dịu bớt cơn đau, giảm viêm tấy bỏng, bởi vì khi mà da phồng rồi đó thì da của mình nó phồng lên, rồi người ta mới dùng cái đó đắp lên thì thấy rằng nó có kết quả rất là hay. Tuy nhiên phải chờ đến năm 1940 đó thì các cơ quan này đó mới mở ra cái cuộc nghiên cứu lớn và trở thành quy mô, do đó họ mới sản xuất ra rất nhiều. Ngày hôm nay có một số cái băng gạc mà để chữa về vấn đề bị bỏng do cháy nhà đó, nhưng người ta bị bỏng do cái nhà cháy mà cứu ra không kịp á, sau đó họ dùng ở trong cái miếng gạc đó rất là lạnh
Nó chắc như keo vậy, trong đó hết 70% là do cái chất nha đam này tạo ra. Như vậy là chúng tôi cũng thấy là trong Tây y họ cũng dùng, thưa thầy, thì cá nhân của chúng tôi ở nhà thì cũng có cái loại, cái lọ mà họ làm chiết xuất ra giống như thành ra giống như một loại keo vậy đó. Mà nó rất là hiệu dụng, mỗi lần mình bị kiến cắn á, mà bình thường mình để không á thì nó sưng đỏ, là mình bôi lên rồi đó là mình thấy nó lặn chứ nó không có sưng lên. Có nghĩa là nó có một cái công dụng đó. Thì đó là Tây y cũng dùng đến nó bên cạnh chúng ta trong dân gian, thưa thầy. Nhưng mà một cái công dụng mà thầy cũng nói đến là bên ngoài những cái vấn đề ngoài da đó, đó cũng có một số bệnh mà nó cũng có cái tác dụng hiệu quả chẳng như là tiểu đường hoặc là viêm loét dạ dày, thì nó ứng dụng ra sao ạ? Dạ vâng, vấn đề mà nói gì trị bệnh tiểu đường, người ta dùng cái đó ở hình thức là nấu lên uống. Thường thường nó dùng đơn độc, tức là độc vị, hoặc giả là phối hợp với một số cái loại thuốc khác để mà uống, thì ta thấy rằng có thể trị được viêm loét dạ dày tá tràng tương đối là dễ. Cái thứ hai nữa là nó chống cái axit nằm ở trong dạ dày. Những người nào mà uống cái uống tươi cái nhựa nha đam một thời gian thì thấy rằng cái axit nó tấn công lên cái thành của dạ dày, hoặc giả là tấn công lên thượng vị, tức là cuốn dạ dày đó, sau thời gian thấy rất là êm. Nó chữa còn hay hơn là cái thuốc Tagamet, tức là cái loại thuốc mà để chữa dạ dày của Tây y đó. Nó có kết quả rất là khả quan, đến độ mà các nhà dựng bào chế của Tây y cũng vẫn dùng aloe vera trong cái công việc trị liệu về viêm loét dạ dày. Như thế này thì thầy cũng có nói là trong cái cây da đam thì nó mềm, bên trong nó cũng có chứa nước, thì bên ngoài vỏ thường là mình có chất nhựa, thì cái chất mà cái thịt của nó ở bên trong mà thường mình vắt ra hoặc mình uống nó, hoặc là khi mình nấu lên nó là mình nấu cả cây, hay là mình cần phải lột cái vỏ và cái nhựa bỏ đi, thế này? Vâng, một câu hỏi này nó hoàn toàn mang tính y học và rất là hay. Tôi xin giải thích như thế này. Thường thường đó là cái vỏ xanh của cái cây cây nha đam đó, trong đó nó có chứa thành phần bên ngoài là cellulose, tức là cái chất này để làm xốp khi mà những người bị bệnh táo bón kinh niên đó, thì uống cái lớp mà vỏ xanh bên ngoài nó rất có lợi để giúp cho vấn đề tiêu hóa hay là vấn đề mà bị táo bón được tốt lành hơn. Ngoài ra nữa là chúng ta nên nhớ là ở bên trong của lớp xanh nó có một lớp màu vàng. Cái màu vàng đó là cái chất aloe vera, hay là còn gọi là lô hội. Cái chất này có tính năng của nó là sổ. Sổ có nghĩa là thúc đẩy cho cái đại trường của mình, tức là ruột già đó, nó co bóp thật mạnh để tống hết tất cả những độc tố nằm trong ruột già ra. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng nó có hai cái tác dụng. Một là uống ít thì nhuận trường, mà uống nhiều thì tẩy sổ. Cho nên Tây y hay dùng cái nhựa lô hội này để giúp cho người ta tẩy sổ đường ruột. Cái điều đó đối với những người nào mà có cái tình trạng ăn uống mà hay bị đầy bụng đó, hay là bị tiêu chảy, chớ có nên uống cái chất này. Bởi vì uống thời gian sau thì cái nhu động ruột nó bị liệt đi, cho nên quý vị không có cơ hội phục hồi được cái tình trạng của ruột già nữa. Cho nên đối với những ai mà bộ máy tiêu hóa mà nó không tốt đó, hay bị tiêu chảy, chớ có nên dùng cái vỏ xanh của cái chất nha đam này. Quý vị sẽ bị đi tiêu rất là nhiều lần trong ngày, cái đó rất có hại cho sức khỏe. Vâng, cảm ơn thầy. Quý vị cũng nhớ không, chúng ta xài mà cho phỏng hình như mình cũng không có xài cái nhựa, cái vỏ của nó, vâng thầy, mình xài cái thịt của nó thôi. Thì nó mát cho da. Như vậy thì chương trình hôm nay thì cũng có hy vọng là nhiều quý vị, chúng tôi biết là hình như là cứ ra sau vườn mà cứ thấy cây nha đam này, nó là thường là đa số là người Việt Nam với người Mỹ đó, thưa thầy, hay có cái cây này. Nhưng mà chương trình thì cũng hết hạn thời gian, nhưng mà trước khi rời làn sóng thì thầy có một vài lời nhắn nhủ của quý vị khán giả. Dạ vâng. Chúng tôi nghĩ rằng theo Đông y đó thì nhựa cây nha đam nó vị đắng tính hàn, nó đi vào bốn kinh can thì vì là đại trường nó rất có lợi cho sức khỏe. Cho nên quý vị dùng tùy theo cái trường hợp bệnh chứng của mình mà sử dụng cho phù hợp, không có nên lạm dụng cái cây nha đam này. Bởi vì trong những chương trình mà chúng tôi gặp các bệnh nhân của tôi đó, có nhiều người họ nói rằng uống cái này một thời gian sau thấy là sụt cân. Quả tình là cái này nó có tác động làm như thế. Cái thứ hai nữa, uống riết á, thì có mang tính chất là làm cho họ mệt. Vì lý do là chúng ta nên nhớ rằng trong cây nha đam có nhiều thành phần lắm, cho nên sử dụng một cách hợp lý thì sẽ có lợi. Còn nếu không, từ cái chỗ có lợi nó quá ra có hại, thì sử dụng bất cứ một loại dược thảo nào cũng đều có hai mặt. Nếu sử dụng đúng có lợi, còn nếu sử dụng không đúng hoặc là lạm dụng thì rất có hại cho sức khỏe, xin quý vị lưu ý giùm. Vâng, cảm ơn thầy, và tối thiểu thì nó không bị độc, phải không thưa thầy? Dạ vâng. Vâng, dạ. Và kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin chia tay quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp.